20 tháng 11 năm nay đã đến rồi, dù hoàn cảnh dịch bệnh ngăn cách, chúng em không được gặp thầy cô, nhưng trong lòng chúng em vẫn luôn chúc cho thầy cô mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc để dìu dắt chúng em trên con đường học vấn. Hòa chung không khí vui tươi của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin trân trọng gửi lời tri ân, chúc mừng đến quý thầy cô, chúc thầy cô luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin gửi đến quý thầy cô những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất. Chúc thầy cô có một ngày 20 tháng 11 luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công và có một ngày 20 tháng 11 thật nhiều ý nghĩa. Trong ngày đặc biệt này, em xin kính chúc quý thầy cô luôn hạnh phúc và nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Xin chúc thầy cô thật vui vẻ và luôn tìm được niềm vui trong sự nghiệp dạy học của mình. Nhân ngày 20 tháng 11, em xin chúc các thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người. Trong công cuộc đổi mới của đất nước, em chân thành cảm ơn các thầy cô. Nhân ngày 20 tháng 11, em chúc thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và ngày càng có thể thành công hơn trên con đường giảng dạy của mình. Nhân ngày 20 tháng 11, em xin chúc tất cả quý thầy cô luôn mạnh khỏe, tràn ngập niềm vui trong cuộc sống để tiếp tục dìu dắt chúng em trên chặng hành trình dài phía trước. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin kính chúc tất cả thầy cô những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn quý thầy cô đã luôn luôn dạy bảo chúng em lên người. Nhân dịp ngày 20 tháng 11, em xin chúc quý thầy cô có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Nhân ngày 20 tháng 11, em chúc cô luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trong người cao cả. Nhân dịp ngày 20 tháng 11, em xin chúc thầy cô có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và thành công trong sự nghiệp của mình. 20 tháng 11, kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành công. 20 tháng 11, em chúc các quý thầy cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, trong sự nghiệp trồng người. Chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người đầy cao cả. Hôm nay là 20 tháng 11, em chúc quý thầy cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nhân dịp 20 tháng 11, em xin chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và niềm vui. Với một tấm lòng chân thành, em xin gửi đến quý thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Một là chúc cô luôn xinh tươi như hoa. Hai là em chúc cho thầy luôn mạnh khỏe, yêu đời. Và chúng em mong cho thầy cô luôn. Một, hai. Sau vinh giữ phong độ điểm cao. Yêu thầy cô. Yêu thầy cô.